Thác Hai Tầng tại thôn Hoàng Ân, xã Gia Phình, huyện Kiệp Rông, Gia Lai mang một nét đẹp thiên nhiên mộc mạc. Nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo hoang sơ vốn có. Thác Hai Tầng hiền hòa và mang một nét đẹp riêng mà không còn thác nào có được. Sở dĩ thác được gọi là Thác Hai Tầng bởi đặc điểm tự nhiên của dòng thác này bao gồm hai tầng. Con đường xuống Thác Hai Tầng bạt ngang những vườn cà phê xanh mướt. Từ trên đỉnh đi xuống chừng 5 mét, tầng thứ nhất của con thác dần hiện ra, hòa cùng màu xanh của nền trời và cây cối xung quanh. Dòng nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa như một dải lụa mềm. Dưới bóng cây là những tảng đá rộng nằm rải rác trên mặt nước. Không khí ở đây vô cùng trong lành và mát mẻ. Cách đó không xa, tầng thứ hai của con thác hiện lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các khối đá phân tách thành từng bậc nằm thoai thoải xếp chồng lên nhau, bao phủ một màu xanh rêu mượt mà. Dòng nước cũng theo đó mà len lỏi chảy qua từng khe đá. Tiếng nước chảy qua từng tầng đá, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót trong trẻo, tất cả như hòa vào nhau, tạo nên một không gian yên bình, thoáng đãng. Thác Hai Tầng mang vẻ đẹp riêng theo mùa. Khi mùa khô đến, thác nước khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng, dòng thác như buông nhẹ trong xanh và nước chảy róc rách. Còn khi mùa mưa về, dòng thác mang vẻ đẹp hùng vĩ, dòng nước tuôn đổ ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Thác Hai Tầng có tới 2 điểm thác, điều đó tạo ra những điều mới lạ hấp dẫn, càng khám phá khiến càng hứng thú như bị hút hồn. Nếu điểm thác thứ nhất được ví như một chàng trai khỏe khoắn năng động, thì điểm thác thứ hai tự như một thiếu nữ e thẹn, giấu mình dưới bóng cây, không ào ạt mà nhẹ nhàng đầm thấm.